Cô mến chào tất cả các con đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Tiếp theo chủ điểm chim chóc, tuần 23 này các con sẽ làm quen với một chủ điểm mới, đó là chủ điểm muôn thú. Vậy bài tập đầu tiên đó là bài gì? Cô mời các con cùng quan sát bức tranh sau đây và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. À, con thấy trong tranh vẽ một chú ngựa đang giơ chân đá một con sói. Vậy chuyện gì xảy ra giữa ngựa và sói? Và vì sao ngựa lại đá sói? Chúng ta cùng luyện đọc và tìm hiểu qua bài đọc ngày hôm nay, đó là bài Bác sĩ sói. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 41 và lắng nghe cô đọc. Bác sĩ sói thấy ngựa đang ăn cỏ, sói thèm rõ dãi. Nó toan xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ ngựa chạy mất. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Sói đến gần, ngựa mới phát hiện ra, biết là cuốn lên thì chết. Ngựa bình tĩnh đợi xem sói giở trò gì. Sói đến gần ngựa, giả giọng hiền lành, bảo: Bên sớm mời ta sang khám bệnh, ta đi ngang qua đây. Nếu cậu có bệnh, ta chữa giúp cho. Ngựa lễ phép: Cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp cho, hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. Sói đáp: Chà chà, chữa làm phúc, tiền với nông gì? Đau thế nào, lại đây ta xem. Đau ở chân sau đấy ạ, phiền ông xem giúp. Sói mừng rên, mon men lại phía sau, định lựa miếng đớp sâu vào đùi ngựa, cho ngựa hết đường chạy. Ngựa nhón nhón chân sau, vờ rên rỉ, thấy sói đã cúi xuống đúng tầm. Nó tung vó đá một cú trời giáng, làm sói bật ngựa, bốn cẳng phơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra, theo La Fontaine, Huỳnh Lý Dịch. Như vậy các con thấy, bài đọc trên gồm có 3 đoạn, tương ứng với các số 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Và khi đọc các con nhớ đọc phân biệt giữa các lời nhân vật, chẳng hạn như lời người dẫn chuyện thì chúng ta đọc với giọng vui vẻ, lời ngựa thì đọc với giọng giả bộ, ngoan ngoãn, lễ phép, lời của sói thì đọc với giọng giả bộ hiền lành. Các con nắm cách đọc chưa nào? Sau đây cô giúp giúp các con đọc tốt hơn, cô hướng dẫn các con đọc một số tiếng từ có âm vần dễ lẫn nhé. Cô mời các con quan sát. Rõ dãi. Lưu ý cho cô âm R và âm D, cũng như dấu thanh ngã ở tiếng dãi. Giả giọng. Lưu ý cho cô âm đầu là âm G. Khoan thai. Lưu ý cho cô vần oan âm cuối N. Và khi phát âm tiếng khoan, vần oan thì các con phải tròn môi. Vỡ tan, lưu ý cho cô vần an âm cuối n ở tiếng tan và thanh ngã ở tiếng vỡ. Các con lắng nghe cô đọc lại. Rõ, giải, giả, giọng, khoan thai, vỡ tan. Để giúp các con đọc tốt, đọc hay hơn thì chúng ta cần phải đọc ngắt nghỉ hơi đúng. Vậy ở đoạn 1, các con sẽ ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và nhấn giọng các từ sau đây. Các con lắng nghe cô đọc. Nó bèn kiếm một cặp kính đeo mắt, một ống nghe cặp vào cổ, một áo choàng khoác lên người, một chiếc mũ thêu chữ thập đỏ chụp lên đầu. Xong, nó khoan thai tiến về phía ngựa. Ở đoạn 2, khi đọc câu trơ sau, các con phải đọc với giọng vang lên, cầu xin sự giúp đỡ. Các con lắng nghe cô đọc. Cảm ơn bác sĩ, cháu đau chân quá. Ông làm ơn chữa giúp cho, hết bao nhiêu tiền, cháu xin chịu. Câu thứ 2, các con lưu ý đọc với giọng tỏ vẻ quan tâm, chăm sóc. Chà chà, chữa làm phúc, tiền với nông gì? Đau thế nào? Lại đây ta xem. Với câu đầu của đoạn 3,
Ngoài ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy thì các con ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nữa? Các con chú ý lắng nghe nhé. Sói mừng rên, mon men lại phía sau, định lựa miếng, đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Như vậy trong câu này chúng ta ngắt nghỉ hơi sau tiếng miếng và nhấn giọng các từ mừng rên, mon men, đớp, hết đường chạy. Các con lắng nghe cô đọc lại câu này nhé. Sói mừng rên, mon men lại phía sau, định lựa miếng, đớp sâu vào đùi ngựa cho ngựa hết đường chạy. Tiếp theo, cô mời các con cùng cô tìm hiểu nghĩa một số từ khó trong bài nhé. À, từ thứ nhất là từ rõ dãi, là chảy nước miếng vì thèm. Các con thấy trong tranh, khi thấy một chú ngựa, sói ta rất là thèm thuồng muốn ăn thịt ngựa đến nỗi chảy cả nước miếng. À, như vậy bức tranh trên đã minh họa cho từ rõ dãi. Các con hiểu từ này chưa nào? Tiếp theo, khoan thai là thong thả, không vội vã. Phát hiện là nhận ra, tìm ra. Bình tĩnh là không sợ hãi, không nóng vội. Làm phúc là giúp người khác không lấy tiền của. Đá một cú trời giáng là đá một cú rất mạnh. Như vậy, qua bài đọc ngày hôm nay, với nhân vật sói và ngựa, thì con thấy ngựa có những đức tính nào đáng quý nào? À, cô thấy chú ngựa trong bài rất là thông minh, nhanh trí và bình tĩnh trước sự giả dối của chú sói. Và ngựa đã tìm cách để lừa lại sói để nhằm thoát được nạn. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, khi đứng trước những điều nguy hiểm, các con nhớ phải bình tĩnh để tìm ra cách xử trí. Các con nhớ chưa nào? À, như vậy cô vừa hướng dẫn các con luyện đọc bài Bác sĩ sói. Con hãy đọc lại bài, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và làm phiếu bài tập nhé. Cô xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con trong tiết học sau. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi.